Chào các bạn. Nếu thực sự ai đó quan tâm đến nhà hàng Quán Nọ Hứa, quan tâm đến món gỏi cá tuyệt đỉnh của Quán Nọ Hứa, thì các bạn nên bỏ chút thời gian, bớt chút thời gian để tìm hiểu về nó. Cũng giống như các bạn thích một bức tranh, các bạn bỏ một chút thời gian tìm hiểu là bức tranh này nó được xuất xứ từ niên đại nào, do họa sĩ nào vẽ, thì chắc chắn rằng cái cảm nhận về bức tranh đấy nó sẽ đẹp hơn. Cũng giống như cái việc mà chúng ta yêu một cô gái, đầu tiên thì các bạn thích một cô gái, thì cô gái này phải đặt một tiêu chí là gì? Xinh này, đẹp này, phù hợp với mình. Thế vậy thì như vậy vẫn chưa đủ để chúng ta nói một câu rằng chúng ta đã yêu cô đấy được. Nhưng nếu chúng ta bỏ một chút thời gian tìm hiểu về sở thích, về thói quen, về công việc, về những cái điều mà cô ấy sống với những người xung quanh, thì chắc chắn một điều, các bạn sẽ dành tình cảm và yêu thương cô đấy nhiều hơn. Nếu trong cuộc sống các bạn hiểu về ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật, thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống hạnh phúc và yêu đời hơn. Quay trở lại, nếu ai quan tâm đến món gỏi cá tuyệt đỉnh của Quán Nọ Hứa, thật sự là nó rất tuyệt đỉnh, thì mọi người sẽ thấy một cái điều, đó là trên clip hoặc trên YouTube nó lột tả một hành trình chúng tôi đi tìm cái món ăn này. Hành trình này không hề đơn giản, là khi tôi quay trở về với món ăn, quay trở về với hương vị đặc biệt, và đặc biệt với người Việt, và đặc biệt với bất kỳ ai đang sống trên cuộc đời này, vì đó là hương vị tích lũy của nhiều đời, bao nhiêu tâm cảm cuộc đời, bao nhiêu đạo lý đều nằm ở trong món ăn. Khi tôi tìm thấy nó, tôi thực sự là rất vui, vì món ăn nó liên quan đến gốc gác của tôi. Điểm đặc biệt là khi tôi làm món ăn đấy, nó không hề dễ dàng như tôi nghĩ. Tức là trên đời không có gì thành công mà dễ dàng cả. Và tôi đã phải mất rất nhiều công thử nghiệm và đã thất bại vô số lần. Thậm chí bếp của tôi, bếp trưởng nấu hàng năm vẫn chưa đều tay. Và đây chính là lịch sử để tạo ra món ăn này. Và chính từ những lần thất bại ấy mới tạo ra được món bổi ngon, nói theo cách của Quán Nọ Hứa, nó gọi là bách vị cung đình, hay nồi lẩu cháo cá cuốn đầy công phu ngày hôm nay, hay một bàn rau rừng to giữa lòng Hà Nội. Để làm tất cả các công việc này không những vô cùng cầu kỳ mà vô cùng mất công, đúng hơn là vô cùng công phu, bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết.